Người phụ nữ có giá trị không có nhất thiết phải là chảnh chẹ nha các bạn. Họ là những con người rất là dễ thương, thân thiện và tử tế. Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 bí mật để mà chúng ta có thể trở thành người phụ nữ có giá trị. Trong khá nhiều những video khác của mình có nói về, có đề cập về vấn đề là chúng ta hãy nên là một người phụ nữ có giá trị. Vậy thì người phụ nữ có giá trị là như thế nào? Và cái bí mật để mà chúng ta có thể trở thành người phụ nữ có giá trị. Các bạn có thể thấy là trong xã hội hiện đại của chúng ta, phụ nữ càng ngày càng trở nên độc lập, tự do và họ có rất rất là nhiều những cái cơ hội ở trong cuộc sống. Những cái cơ hội mà những phụ nữ ở nhiều thế kỷ trước không có dám mơ ước tới. Và đương nhiên là khi họ có nhiều cơ hội, họ có nhiều cái sự độc lập và tự do như vậy thì phụ nữ càng trở nên quyền lực và có nhiều sức mạnh hơn. Và từ những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy càng ngày càng có nhiều sự xuất hiện của những người phụ nữ có giá trị. Và người phụ nữ có giá trị là người luôn hiểu rất là rõ bản thân của chính mình. Họ luôn biết rất là rõ là họ mong muốn những cái điều gì. Và họ không hề e dè, sợ hãi khi mà họ theo đuổi những cái điều mong muốn của họ. Và họ càng không cần một người đàn ông để làm cho bản thân của họ trở nên hoàn thiện và trọn vẹn. Vậy thì người phụ nữ có giá trị là người phụ nữ như thế nào? Nói một cách đơn giản là người phụ nữ có giá trị cao là người luôn tự hiểu rõ giá trị bản thân của mình. Cô ta luôn tỏa ra những cái năng lượng mà nó có thể thu hút mọi người xung quanh. Nhưng mà cô ta lại rất là cẩn thận khi mà cô ta cho phép ai đó bước vào cuộc đời của cô ta. Thì các bạn sẽ thấy là những người phụ nữ có giá trị thường là những người được nhiều người theo đuổi, được nhiều người săn đón. Nhưng mà cô ta luôn hiểu được cái giá trị của bản thân mình, cô ta luôn giữ cái giá trị của bản thân mình. Bất kể là ai đó làm gì hay là nói gì, nó cũng không hề ảnh hưởng tới cái điều đó. Và nói một cách đơn giản hơn là người phụ nữ họ thể hiện cái giá trị của bản thân thông qua cái cách mà họ cư xử, thông qua cái cách mà họ nói chuyện, thông qua cái cách mà họ bước đi và quan trọng nhất là thông qua cái cách mà họ đối xử với chính bản thân của họ. Và đương nhiên là người phụ nữ có giá trị thì họ luôn hài lòng với chính bản thân của mình, họ luôn happy với chính bản thân của mình. Và nếu như cô ta ở trong một cái chuyện tình cảm, ở trong một cái mối quan hệ mà ở đó cô ta không có được đối xử theo cái cách cô ta muốn, cô ta không có được yêu theo cái cách cô ta muốn, thì cô ta sẽ sẵn sàng rời bỏ cái mối quan hệ đó. Tại vì cô ta biết được giá trị của mình xứng đáng được đối xử ở một cái mức độ như thế nào. Và nếu như cái người đàn ông hay là cái người partner không đối xử theo đúng cái mức độ như vậy thì cô ta sẽ sẵn sàng rời đi. Và người phụ nữ có giá trị thì có rất rất là nhiều những cái ưu điểm. Ví dụ như là theo mình thấy thì những người phụ nữ có giá trị là họ luôn cởi mở và họ học hỏi những cái điều mới. Họ sẵn sàng học hỏi để họ phát triển bản thân, để nâng cao kiến thức của bản thân mình. Hay là người phụ nữ có giá trị thì họ lại biết sống với đam mê. Họ hiểu được là cuộc sống này nó muôn màu muôn vẻ và cuộc sống này nó rất là đẹp. Cho nên là họ luôn tận hưởng cuộc sống và họ luôn biết cách để mà theo đuổi những cái sự đam mê của chính bản thân mình. Và một cái điều không có thể nào thiếu là những người phụ nữ có giá trị thì họ luôn biết cách chăm sóc chính bản thân của mình. Không những là chăm sóc về mặt sức khỏe, về mặt thể chất, mà họ còn biết chăm sóc bản thân về mặt tinh thần và mặt cảm xúc. Họ luôn hiểu được là phải sống như thế nào để có một cái cuộc sống cân bằng. Họ luôn biết phải tôn trọng những cái giới hạn, những cái ranh giới của bản thân như thế nào. Và họ luôn biết phải yêu thương bản thân của mình nhiều bao nhiêu. Các bạn có đồng ý với mình rằng để trở thành một người phụ nữ có giá trị đâu có gì là khó đâu. Chúng ta không có nhất thiết phải sinh ra là một con người như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái cách chúng ta suy nghĩ, chúng ta có thể thay đổi cái tư duy của bản thân để làm cho bản thân của mình trở nên là một người có giá trị hơn. Vậy thì sau đây mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn 5 bước rất là đơn giản nhưng mà chúng ta có thể thực hành để mà chúng ta trở thành những người phụ nữ có giá trị. Cái điều đầu tiên đó chính là hãy cư xử như là một người phụ nữ có giá trị. Cái nhận thức đó chính là một cái điều rất rất là thực tế. Nếu như mà một người đàn ông họ đến với bạn và họ cư xử với bạn như thế nào, đó là bởi vì những gì mà bạn nói và những gì mà bạn làm. Và nếu bạn cư xử như là một người phụ nữ có giá trị,
một người phụ nữ hiểu được giá trị của bản thân mình, thì cái người đàn ông hay là những người đàn ông mà họ đến gần với bạn, họ tiếp xúc với bạn, thì họ cũng sẽ cảm nhận được cái điều đó, và họ cũng sẽ biết rằng họ phải đối xử với bạn như thế nào. Và cái điều thứ hai đó là các bạn cần phải có những cái nguyên tắc, những cái ranh giới riêng cho bản thân của mình. Đây là một cái điều rất là quan trọng, mà nó là một cái bước căn bản để mà nó tạo nên cái giá trị con người của bạn. Mình sẽ giải thích ở đây một chút. Nếu như bạn là một người mà cái giới hạn hay những cái nguyên tắc của bản thân bạn đặt ra nó khá là thấp, hoặc là bạn không có đặt ra những cái điều đó luôn, thì một cái người đàn ông họ tới với bạn, họ sẽ bước qua cái ranh giới đó. Nếu mà một người mà họ đối xử với bạn tệ, hoặc là họ đối xử với bạn không tốt, là bởi vì bạn cho phép họ. Tại vì họ có thể bước qua cái ranh giới mà bạn không hề tạo ra đó. Còn nếu như bạn có một cái ranh giới rất là rõ ràng, bạn có những cái nguyên tắc của bản thân rất là rõ ràng, thì một người họ tới với bạn, họ sẽ hiểu được rằng họ không thể bước qua cái ranh giới đó. Giống như chúng ta tới một cái nhà và chúng ta biết rằng cái phòng đó, cái cánh cửa đó, chúng ta không thể bước qua khỏi cái vị trí đó. Thì đó là những cái ranh giới, những cái nguyên tắc của bản thân mà chúng ta cần phải tạo nên. Và các bạn phải hiểu là đối với những người đàn ông mà họ gặp phải những người phụ nữ mà có những cái ranh giới càng khó khăn càng cao, thì họ lại càng tôn trọng cái người phụ nữ đó nhiều hơn. Mình thấy là cũng có khá nhiều những bạn gái, các bạn tạo nên những cái ranh giới, các bạn xây nên những cái bức tường thành, các bạn đặt ra những cái nguyên tắc cho bản thân. Nhưng mà khi các bạn có người yêu rồi thì chính các bạn lại là người đạp đổ, phá bỏ những cái ranh giới đó. Ranh giới ở đây mình không có nói là cái sự gần gũi hay là thân thiết, mà ranh giới ở đây đó là những cái sự tôn trọng, những cái cư xử ở trong cái mối quan hệ của các bạn. Và nếu như bạn không tôn trọng những cái ranh giới của bản thân, thì cái giá trị của bạn nó cũng theo đó mà nó không có còn nữa. Và mình cũng nhắc với các bạn ở đây rằng cái cách mà các bạn tôn trọng nguyên tắc của bản thân chính là cái cách các bạn duy trì giá trị của bản thân mình. Và cái người đàn ông mà họ biết tôn trọng những cái nguyên tắc của bạn thì chính là cái người đàn ông họ sẽ tôn trọng bạn. Và cái bước thứ ba đó là các bạn cần phải biết cách tự chăm sóc bản thân của mình. Có thể là khi các bạn lớn lên ở trong gia đình, các bạn được dạy rằng chúng ta cần phải yêu thương mọi người xung quanh. Chúng ta đừng có nghĩ tới bản thân mình trước, mà phải nghĩ cho những người khác trước, phải nghĩ cho mọi người thân trong gia đình trước. Và với cái tâm lý như vậy, khi các bạn bước vào tình yêu thì các bạn cũng hy sinh cho người yêu. Các bạn không có nghĩ cho bản thân mình mà làm sao để cho người yêu được hạnh phúc, hy sinh cho họ. Và những cái điều như vậy nó làm cho rất là nhiều những cái cô gái gắn bó quá lâu, mất quá nhiều thời gian với những cái cuộc tình mà không có hạnh phúc, hay là với những cái cuộc tình mà tồi tệ, nhưng mà các cô nàng lại hy sinh rồi hy sinh rồi hy sinh và chịu đựng và chăm sóc cho cái người đối phương của mình. Thì như vậy là một cái điều rất là không có nên. Người phụ nữ có giá trị là người phụ nữ phải biết quan tâm tới những cái nhu cầu của bản thân mình trước. Nhu cầu được yêu, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được chăm sóc. Kể cả các bạn đi máy bay thì các bạn vẫn được hướng dẫn rằng nếu như các bạn muốn giúp đỡ ai đó, các bạn muốn chăm sóc cho một người nào đó, thì các bạn cần phải cứu sống bản thân mình trước, cần phải đeo cái mặt nạ oxy cho mình trước, trước khi các bạn có thể giúp cho người khác. Và bước thứ tư mà các bạn cần phải thực hiện đó là học cách say no. Có thể là chúng ta ở trong cái văn hóa người Việt Nam của chúng ta, hoặc là các bạn được dạy dỗ ở trong gia đình, chúng ta nên là những người ngọt ngào và tử tế, cho nên rất là khó lòng để mà từ chối hoặc là say no với ai đó. Nhưng mà người phụ nữ có giá trị thì chúng ta nếu như cần thiết phải say no, nếu như mà cần thiết phải từ chối, thì chúng ta sẵn sàng từ chối một cách rất là thẳng thắn, rất là thoải mái. Và mình thích nhất là những cái hoàn cảnh như là những anh người yêu cũ quay trở lại và năn nỉ các cô nàng để mà hàn gắn. Nhưng mà các cô nàng sẽ trả lời rằng không, anh đã hết cơ hội rồi. Và cái bước thứ năm đó là người phụ nữ có giá trị thì họ sẽ hiểu đàn ông một cách sâu sắc. Các bạn có thấy là bao nhiêu lần các bạn đã thắc mắc rằng tại vì sao anh ta không gọi, tại vì sao anh ta không xuất hiện, tại vì sao anh ta biến mất, tại vì sao anh ta không nhắn tin, anh ta nhắn tin như vậy là có nghĩa là như thế nào, hành động của anh ta như vậy có nghĩa là anh ta muốn gì. Bao nhiêu lần bạn thắc mắc như vậy. Và với một người như thế này,
với một người thứ hai, với một người thứ ba thì các bạn cũng sẽ lại tiếp tục thắc mắc những cái điều tương tự như vậy. Và sau những cái thắc mắc của các bạn thì các bạn thấy được những cái điều gì? Và người phụ nữ có giá trị thì cô ta có thể hiểu được tâm lý đàn ông một cách khá là sâu sắc. Cô ta biết khi nào anh ta đang che giấu điều gì đó. Cô ta biết khi nào anh ta đang nói dối. Cô ta biết anh ta đang toan tính những cái điều gì. Và cô ta không có mất thời gian để mà cô ta bận tâm những cái điều giống như là anh ta đang ở đâu, anh ta đang làm gì, tại sao anh ta không gọi. Cô ta không có thời gian cho những cái chuyện đó. Bởi vì cô ta hiểu được giá trị của bản thân. Khi bạn là một người phụ nữ có giá trị thì người đàn ông đó họ sẽ muốn bạn. Người đàn ông đó họ sẽ theo đuổi bạn. Tại vì nếu như không phải là bạn thì họ không thể tìm được những cái giá trị đó ở những người phụ nữ khác. Nói tóm lại là có rất là nhiều điều để mà tạo nên một người phụ nữ có giá trị. Nhưng mà trên hết là cô ta luôn hiểu được giá trị của bản thân và cô ta luôn biết cách để làm cho mọi người xung quanh tôn trọng cô ta. Và chắc chắn là cô ta luôn biết cách làm chủ, biết cách tôn trọng và biết cách yêu thương bản thân của mình, cũng giống như là cuộc sống của mình. Cô ta không cần một người đàn ông để mà dựa dẫm cái hạnh phúc của mình vào đó. Nếu mà không có anh ta thì cô ta vẫn sống rất là hạnh phúc, vẫn sống rất là vui vẻ. Và chính những cái điều như vậy làm cho cô ta trở nên một người phụ nữ có giá trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi sự chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.